sống giàu có của các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành công trong những năm gần đây. Cùng với sự thành công đó là các khoản tiền lương, tiền thưởng cũng tăng đến mức chóng mặt. Khi có khối tài sản như vậy, các cầu thủ có thể dễ dàng phục vụ các sở thích đắt đỏ của riêng bản thân mình. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những sở thích đắt đỏ cũng như cuộc sống của các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam nha. 1. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nổi danh sau Thường Châu 2020, không quá khó khi Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như mức lương khủng. Theo thống kê, Bùi Tiến Dũng có thể nhận về khoảng 1,5 tỷ đồng tiền thưởng cùng với hợp đồng quảng cáo đình đám như là Shopee. Bảo anh ơi, xong chưa? Nhờ đó mà Bùi Tiến Dũng có thể đáp ứng đam mê về xe cộ, giày và đồ hiệu của mình. Về xe hơi, đầu tiên anh sở hữu chiếc Mercedes-Benz GLC 250. Chiếc xe này có giá gần 2 tỷ đồng. Sau đó, Bùi Tiến Dũng đã khiến tất cả lát mắt khi tậu chiếc xe BMW i8 dáng thể thao có màu vàng nổi bật. Chiếc xe này có giá hơn 7 tỷ đồng và ấn tượng đến nỗi đồng đội của Bùi Tiến Dũng tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Lý Nguyễn đã từng xin đi nhờ trên đường đến sân tập. Đáng chú ý hơn, chiếc xe của Bùi Tiến Dũng có biển số tứ quý 6 rất đẹp, vì thế giá trị của chiếc xe lại càng được nâng cao. Bên cạnh đó, thủ môn người Thanh Hóa cũng sở hữu Ferrari 488 GTP với mức giá khoảng 15 tỷ đồng. Gần đây nhất là chiếc McLaren 720S Spider màu xanh nước biển, được thủ môn Bùi Tiến Dũng lái đến những buổi tập trong thời gian gần đây, đã thu hút không ít sự quan tâm của các cổ động viên. Một số nguồn tin tiết lộ giá trị của nó rơi vào khoảng 24 tỷ đồng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng là một tín đồ của sneaker với bộ sưu tập giày của mình, như là mẫu YG 700 có giá khoảng 7,8 đến 11,5 triệu đồng, YG 320 V2 Zebra có giá hơn 9,5 triệu đồng, Balenciaga Triple S có giá hơn 22,3 triệu đồng. Hiện tại, Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò với người mẫu xinh đẹp Ukraine Dianka Zakidova. Với những bức ảnh chụp tại những nhà hàng, khách sạn sang chảnh, phong độ của Bùi Tiến Dũng đang là dấu hỏi lớn khi anh đã không thể tìm được phong độ của chính mình sau Thường Châu. Anh vẫn đang trên đường tìm lại vinh quang của chính mình. 2. Quang Hải. Quang Hải sở hữu mức lương 40 triệu đồng một tháng. Nguồn thu nhập chính của anh lại là các hợp đồng quảng cáo đại sứ thương hiệu với tiết lộ cát xê không dưới 3 con số mỗi tháng. Quang Hải tự mua cho mình Mercedes GLC 304 Hatchback Facelift 2020, một chiếc SUV tầm trung mang kiểu dáng thể thao với các phụ kiện hiện đại có giá 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng sở hữu cho mình các dòng sản phẩm quần áo, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng như là Nike, Adidas hay là giày Gucci với mức giá trung bình khoảng hơn 15 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, Quang Hải còn sở hữu đồng hồ Hublot Big Ben Steel Diamond với mức giá 315 triệu đồng. Ngoài ra, Quang Hải cũng giúp bố mẹ trả tiền nợ cũ xây nhà và còn có một cơ ngơi riêng của mình tại Hà Nội, ước tính lên đến 5 tỷ đồng. 3. Đoàn Văn Hậu. Mức lương của Đoàn Văn Hậu khi thi đấu ở nước ngoài lên tới 518 triệu đồng một tháng. Vì vậy, không có gì khó để Văn Hậu sở hữu những sản phẩm đắt đỏ trên thị trường. Mercedes-Benz GLC 300, đây là phiên bản bán chạy nhất trong dòng GLC Class tại Việt Nam với mức giá 2,5 tỷ đồng. Cũng giống như Hải quay xe, Mercedes-Benz GLC 300 của Đoàn Văn Hậu sử dụng khối động cơ i4 2.0 L4 xi lanh thẳng hàng, công suất cực đại 258 HP trên 5.500 RPM, mô men xoắn tối đa 370 Nm trên 1.800 đến 4.000 RPM. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu kho giày khủng với những pha chi tiền mạnh tay để thỏa mãn đam mê của mình. Bộ sưu tập của Đoàn Văn Hậu có các mẫu giày hiếm bản limited như là Yeezy 300 khoảng 11,6 triệu đồng hay hơn cả là Yeezy 350 với hơn 81 triệu đồng. Ngoài ra, một vài mẫu giày hiếm mà Đoàn Văn Hậu sở hữu như là Pharrell Williams phối hợp với Adidas NMD Human Race với giá 36 triệu đồng. 4. Công Phượng. Mức lương của Công Phượng từ 80 đến 120 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, anh còn chăm chỉ đóng các quảng cáo cũng như làm đại sứ thương hiệu để kiếm thêm thu nhập. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai sở hữu chiếc xe Mercedes-Maybach S450 thuộc phân khúc hạng siêu sang với giá bán tại showroom là gần 7,5 tỷ đồng và giá lăn bánh lên đến hơn 8 tỷ đồng. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h một cách đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng 5.9 giây. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng có một bộ sưu tập đồng hồ Daniel Wellington được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Bà xã Viên Minh là con gái của giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Vào đầu năm nay, đám cưới của Công Phượng với Viên Minh đã diễn ra không quá ồn ào. Những điểm đặc biệt là hình ảnh của Công Phượng đội mưa đi xem rạp cưới và chiếc váy cưới mất 5 tháng để hoàn thiện của Viên Minh và là hàng thiết kế độc quyền không có bộ thứ hai của hãng Hedges Couture, đủ để biết độ xa xỉ của chiếc váy cưới này rồi. 5. Nguyễn Tiến Linh.
Sở hữu riêng cho mình Mercedes-Benz C200 là bản nâng cấp facelift có giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Mercedes-Benz C200 mang động cơ 4 xi lanh 1.5 lít tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 184 mã lực và mô men xoắn cực đại 280 Nm. Đèn pha được trang bị công nghệ đèn thông minh Multi-beam LED, tính năng Ultra Range High Beam giúp tạo ra cường độ ánh sáng xa lên tới 650m. Đây là tầm chiếu sáng xa nhất của ngành ô tô hiện nay. Ngoài ra, Tiến Linh có thân hình cao to, ưa nhìn, thường xuyên được mời đóng quảng cáo thời trang. Ngoài ra, Tiến Linh thường có cho mình những outfit nổi bật, hàng hiệu đắt tiền nhưng rất hợp với vẻ ngoài bảnh trai của mình. 6. Đặng Văn Lâm. Hiện tại, Đặng Văn Lâm đang là thủ môn của câu lạc bộ Cerezo Osaka với mức lương được đồn đoán lên tới hơn 9 tỷ đồng mỗi năm. Sở hữu cho mình Volkswagen Tiggo OnSpace mức giá 2 tỷ đồng. Đây là mẫu xe có vẻ ngoài ưa nhìn, nội thất tiện nghi, sang trọng, có thể đạt vận tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,9 giây. Vận tốc tối đa là 198 km/h. Ngoài ra, trong thời gian cống hiến, Đặng Văn Lâm cũng đã tặng cho bố mẹ mình một món quà là một chiếc Volkswagen Tiggo OnSpace như của chính bản thân mình. Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm rất chăm sưu tầm các mẫu giày Gucci và thường xuyên diện cho mình các mẫu Gucci mới và hot nhất trên thế giới. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh với dàn đồ hiệu của bạn gái Yến Xuân nóng bỏng. 7. Trọng Hoàng. Sở hữu VinFast Lux SA 2.0 với mức giá gần 1,5 tỷ đồng để lăn bánh. VinFast Lux SA 2.0 được trang bị gần như đầy đủ những công nghệ cao cấp đỉnh cao của công nghệ ô tô thương mại hiện nay trên thị trường, như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống lật, hỗ trợ xuống dốc. Nội thất xe được làm theo tiêu chuẩn châu Âu, ghế da mềm và ngồi thoải mái, không gian khá rộng cùng trang bị hiện đại đảm bảo sự tiện nghi cho người lái xe. Dòng xe Lux SA 2.0 của VinFast mang lại một sự tiện nghi, an toàn cho người sử dụng. Xe VinFast Lux SA 2.0 vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hiện tại, Trọng Hoàng mới mua cho gia đình mình một căn chung cư với trị giá khoảng 2 tỷ đồng. 8. Lê Công Vinh. Ngoài những khoản lương được cho là cao nhất trong giới cầu thủ, hơn 1 tỷ đồng trong 5 tháng, cùng với đó là hoạt động quảng cáo, tiền chuyển nhượng, sở hữu biệt thự siêu rộng, Công Vinh cũng có thú vui chơi siêu xe như là Mercedes SLK 200 với mức giá 106.000 USD hay Audi A5 Sportback lên tới 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công Vinh còn sở hữu nhiều thương hiệu xe đình đám nhất như là Audi, Mercedes khác. Bên cạnh đó, Công Vinh cũng có thú vui chơi đồng hồ hàng hiệu. Anh đặc biệt yêu thích thương hiệu Rolex và đã sở hữu hai thiết kế Rolex thịnh hành nhất trên thị trường hiện nay là Rolex Master 14.000 USD và Rolex Daytona 13.500 USD. 9. Dương Hồng Sơn. Nói đến thú chơi siêu xe của các cầu thủ Việt thì không thể nào không nhắc tới cựu thủ môn của Hà Nội TNT Dương Hồng Sơn. Một trong những thủ thành tài năng nhất của bóng đá Việt Nam, thật không khó để Dương Hồng Sơn có thể tìm thấy thú vui xa xỉ của mình. Thủ thành người Nghệ An từng sở hữu các dòng xe hạng sang như là Mitsubishi Grandis, Audi Q7, Lexus AX350 và mới đây nhất là chiếc BMW X6 trị giá 147.000 USD. Ngoài ra, từng có thời gian thủ thành này sở hữu những bộ sưu tập đắt đỏ như là máy ảnh Canon trị giá mỗi chiếc vào chục triệu, iPhone 4 vào thời điểm mới ra mắt. 10. Duy Mạnh. Duy Mạnh và vợ luôn làm cho người ta ngưỡng mộ, không chỉ bởi sự tài năng mà còn lại giàu có. Được biết, sau khi tậu chiếc Rolls Royce, Duy Mạnh cùng bạn gái sắm thêm Mercedes GLC 300 với mức giá hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Duy Mạnh cùng Quỳnh Anh luôn sở hữu những món đồ hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Gucci, Chanel với mức giá trung bình là hơn chục triệu mỗi sản phẩm. Đầu năm 2020, đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được diễn ra xa hoa lộng lẫy với 1.300 khách mời. Thiết kế rạp mất 8 ngày mới có thể hoàn thành và được trang trí bởi hoa hồng được vận chuyển từ tận Đà Lạt bằng đường hàng không. Bố vợ của Duy Mạnh là ông Nguyễn Giang Đồng, cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC, kinh doanh ô tô, xe máy phụ tùng có tiếng ở Hà Nội, và anh rể của Duy Mạnh là Văn Quyết, người chung màu áo ở câu lạc bộ Hà Nội. Thú chơi của người có tiền đúng là làm cho chúng ta hoa mắt. Tuy nhiên, không thể nào phủ nhận tài năng cũng như ảnh hưởng của những cầu thủ kể trên đối với bóng đá Việt Nam. Vì vậy, số tiền họ được nhận là hoàn toàn xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Bạn có nhận xét gì về những siêu xe cũng như kho đồ hiệu của các cầu thủ? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và nhất là hãy subscribe Spur. Cùng với đó là nhấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất từ tụi mình nha. Chúc đội tuyển Việt Nam có một kết quả thật tốt trước UAE để tiến vào vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup.